Xin kính chào cô chú anh chị gần xa đã trở về lại với kênh LTK Bonsai. Hôm nay Hiếu có về một số cây hoa giấy Mỹ nguyên thủy và có 5 phôi bán thành phẩm hoa giấy Mỹ dạng cây to. Mong cô chú anh chị gần xa xem kênh và ủng hộ ạ. Em xin phép vô cây số 1 luôn ạ. Rồi, vô cây số 1 luôn anh Hiếu ơi. Rồi, cây số 1 có giá 500k cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy riêng nên cô chú anh chị em. Cây có một cái dáng trực lắc rất là đẹp, dứt trụ kình thiên luôn. Giá chỉ có 500k em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Bao sống bao ship luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Đấy, hôm nay em có dịp em lấy giấy này, nó có giá nó cũng mềm. Mong cô chú anh chị em gần xa xem kênh ủng hộ. Hoành ở vị trí này là 18 ạ. Chiều cao thì đâu hao hạ cho cô chú được rồi. Chiều cao là 53. Cái cua đế sẵn rất là to ạ. Giá chỉ có 500k em bao ship toàn quốc cô chú anh chị em, mã số 1 ạ. Rồi đổi phone Hiếu ơi. Mã số tiếp theo. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 2, giá 550k. Em bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy genuine cô chú anh chị em. Đây có cành cái chi đầy đủ rồi cô chú anh chị em có thể về ghép thái, ghép cẩm thạch gì cũng rất là đẹp cô chú anh chị em. Cái cua bồ đề rất là đẹp anh cô chú anh chị em. Quanh ở vị trí này là 18 ạ. Quanh 18 nghe cô chú anh chị em. Chiều cao 46. Giá chỉ có 550k em bao sống bao ship cô chú anh chị em ơi. Cô chú anh chị em có nhảy ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại 0971246546. Đó cũng là số Zalo của em. Đổi phôi. Mã số tiếp theo này. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 3, giá 550k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em. Cây có một cái dáng của tháp Eiffel của nước Pháp nè cô chú anh chị em. Chân cẳng đầy đủ cô chú anh chị em. Dứt trụ kình thiên luôn. Ai yêu đất nước Pháp mua cây này về là tượng trưng theo hình của tháp Eiffel luôn. Quanh vị trí này 20 cô chú anh chị em. Em tính 19 thôi. Chiều cao là 58. Giá chỉ có 550k bao sống bao xếp luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy zin cô chú anh chị em ơi. Cây sống khỏe anh Hiếu. Rồi, cây sống khỏe cô chú anh chị em ơi. Cây sống rất là khỏe. Đó rồi. Tiếp theo này. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 4, giá 450k, em cũng bao sống bao xếp toàn quá luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái dáng hình của một con chuột Mickey cô chú anh chị em. Rất là quái cô chú anh chị em ơi. Và nó vị trí này là 18 cô chú anh chị em ơi. Quanh 18 nha cô chú anh chị em. Rồi. Chiều cao là 41. Giá chỉ có 450k, giá sinh viên luôn cô chú anh chị em ơi. Mã số 4 ạ. Đó phone ơi. Tiếp theo này. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 5, giá 500k em có bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có bộ đế sởm rất là quái của chú anh chị em. Mấy cái vết thẹo này kia rồi kia khi đóng hàng em sẽ tha cây cho cô chú anh chị em. Mấy vết thẹo này không sao nha cô chú anh chị em. Rồi, vành là hơn 16, em tính 16 thôi. Rồi, vành 16. Chiều cao 48. Giá chỉ có 500k em bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy riêng em cô chú anh chị em. Đổi phone ơi. Tiếp theo này. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 6. Giá 400k luôn cô chú anh chị em ơi. Quá rẻ luôn nha cô chú anh chị em. Quá rẻ, quá quái, quá đẹp luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy zin nha cô chú anh chị em. Cây đầy đủ tay cành có thể ghép mà ghi rất là đẹp luôn cô chú anh chị em. Quanh ở vị trí này là 17 nha cô chú anh chị em. Quanh 17. Chiều cao là 49. Giá chỉ có 400k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Mấy cái lô này cũng quái quái không nghe cô chú anh chị em. Rồi, chân cẳng đầy đủ ạ. Đổi phone ơi, tiếp tục anh ơi. Rồi, mã tiếp theo là mã số 7, giá 550k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy zin cô chú anh chị em. Cây có một cây dáng bài rất là đẹp cô chú anh chị em có thể trồng xích xuống chút xíu, trồng dáng đổ vẫn được nha cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em mình thích dáng nào thì mình về mình sửa mình chơi dáng đó nha cô chú anh chị em. Rồi, vành vị trí này là 17 đó. Rồi, vành 17. Cái dáng bài của cây là 42 của chú anh chị em ơi. Cây có cái dáng giống như già, ông già khum lưng của chú anh chị em. Rất là đẹp, giá chỉ có 550k mã số 7 à. Đó phải anh ơi, tiếp theo anh ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 8, giá 550k em bao sống bao ship toàn quá luôn của chú anh chị em ơi. Cây mà có một cái dáng rất là quái của chú anh chị em. Rất là lực cây của chú anh chị em. Những cây này nó ngộ ngộ của chú anh chị em ơi. Còn ở vị trí này là 19 ạ.
Hoành 19 nha. Chiều cao là 54. Giá chỉ có 550k, bao sóng bao ship toàn quá luôn cô chú anh chị em. Mã số 8 ạ. Đổi phone anh ơi. Tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp tục là mã số 9, giá 600k, bao sóng bao ship toàn quá luôn cô chú anh chị em. Cây có một cái dáng rắn rất là quái nha cô chú anh chị em. Nhìn rất là lực cây. Cái lô cây này là em bán giá sinh viên cho cô chú anh chị em chơi. Giá dễ chơi nha cô chú anh chị em. Hoành ở vị trí này là 22 cô chú anh chị em. Hoành 22. Ồ. Chiều cao là 54. Giá chỉ có 600k cô chú anh chị em. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em. Ở phone ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 10, cũng là hoa với Mỹ Nguyên Thủy Zin của chú anh chị em ơi. Em cho lưu của chú anh chị em cây này chỉ có 600k của chú anh chị em ơi. Cây rất là quái của chú anh chị em. Đây có cái đuôi nữa hiện của cô chú anh chị em. Nên em sẽ tha cây mấy cái ở vị trí cắt này của chú anh chị em. Mấy cái vết này không sao nha cô chú anh chị em, bình thường cái nha. Cái cắt cho không ai là cái đấy gì. Và nó vị trí này là 21 của cô chú anh chị em ơi. Quanh 21. Cái gắn bay này, đây ra đây gắn là 38. Còn từ vị trí là ở trên đây là 40. Giá chỉ có 600k, bao sóng bao ship toàn quốc của chú anh chị em ơi. Giá mềm xèo luôn nha. Cô chú anh chị em có giấy ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại 0971 246 546, đó cũng là số Zalo của em ạ. Đổi phone anh ơi. Tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp tục là mã số 11, giá 600k, bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái bộ đế sổ rất là quái và đẹp nha cô chú anh chị em. Nhìn có rất là có chiều sâu và có cái giọng nè. Nhìn rất là quái à. Quanh ở vị trí này là hơn 19, tính 19 đó cô chú anh chị em ơi. Quanh 19 nha mọi người. Chiều dài khá dài cô chú anh chị em. Để xăm máy nữa, xăm 4, cái độ ngắn bài của nó là 44. Cái bộ đế sổ từ dưới mặt bầu lên tới đây là 35.000 cô chú anh chị em. Cái bộ đế sổ rất là quái cô chú anh chị em. Giá chỉ có 600k, bao sóng bao ship cầu quá cô chú anh chị em, mã số 11. Đổi phone ơi. Tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp theo là mã số 12, giá 700k, có bao sóng bao ship toàn quá luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa với Mỹ Nguyên Thủy Zin nha cô chú anh chị em. Cây con cái dáng thú rất là quái nha cô chú anh chị em. Chân cẳng đầy đủ. Đây là hai cái chân trước, đây là hai chân sau. Rất là quái à. Đây có một cái vít này là do em cắt cái bộ rễ thừa nó. Em đã xử lý keo rồi, cây vẫn sống khỏe bình thường nha cô chú anh chị em. Cây không có bị vấn đề gì hết. Còn mấy vết thẹo nhỏ nhỏ này chừng nữa trước khi đóng gửi em sẽ xử lý keo cho cô chú anh chị em trước khi gửi ạ. Do mình vận chuyển cho nên nó hơi có bị chày tí xíu nha mọi người. Còn với Mỹ thì thường thường nó hay bị chày. Giá chỉ có 700k, mã số 12, bao sóng bao ship toàn quốc luôn cho cô chú anh chị em. Em đo hồng số cho cô chú anh chị em tham khảo. Ba chi luôn anh Hiếu hả? Rồi. Tam tài luôn chú cô chú anh chị em. Và nó vị trí này là hơn 19 nha cô chú anh chị em, gần 20 em tính 19 thôi. Cái dáng bay là 41. Bộ đế sổ từ dưới đó lên tới đây là 31 nha cô chú anh chị. Cái bộ đế sổ rất là quái á, mình có một dao dáng như một con thú. Giá như có 700k cô chú anh chị em. Đổi phone ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 13, giá 700k, có bao sóng bao ship toàn bó luôn cô chú anh chị em ơi. Hoa với Mỹ Nguyên Thủy Zin cô chú anh chị em ơi. Cây đầy đủ tay cành luôn cô chú anh chị em. Cây này giờ cô chú anh chị em phơm đàn dù nhìn rất là quái và đẹp á. Đủ thì khỏi chê cô chú anh chị em ơi. Quanh ở vị trí này là 21 nha cô chú anh chị em. Quanh 21. Chiều cao 43 cô chú anh chị em ơi. Cây rất là đẹp và quái cô chú anh chị em ơi. Giá chỉ có 700k, mã số 13, bao sóng bao ship cô chú anh chị em ơi. Đổi phone. Tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp tục là mã số 14, giá 600k, bao sóng bao ship toàn quá luôn cô chú anh chị em ơi. Cây rất là to và quái cô chú anh chị em. Cây có một cây dòng chả này rất là đẹp cô chú anh chị em. Và nó vị trí này là 21 nha cô chú anh chị em. Quanh 21. Chiều cao là 47. Giá gì có 600k, bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em. Cái vết chày này là do vận chuyển nữa, trước khi đóng hàng cho cô chú anh chị em sẽ tha cây xử lý cho cô chú anh chị em. Cây vẫn sống khỏe bình thường, không có bị vấn đề gì cô chú anh chị em. Cây có vấn đề là em sẽ có vấn đề. Rồi, mã tiếp theo. Mã số tiếp theo là mã số 15, giá 600k, bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây nhìn rất là quái và đẹp nha cô chú anh chị em. Đây có một đứa sổ rất là sổ
Cây 15 này có bộ đế rất là đẹp nha anh cô chú anh chị em. Và nó vị trí này là 21 nha cô chú anh chị em. Chiều cao là 30. Bộ đế sổ, còn chiều cao của cây là 61. Cả chỉ có 600 cây mà sống bao ship tàu quá luôn cô chú anh chị em. Đỡ phơi anh ơi. Tiếp tục anh ơi. Rồi tiếp theo là mã số 16, giá 700k, bao sống bao ship toàn quá luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái hình dáng thú rất là quái nha cô chú anh chị em. Bộ rễ quấn trên đây và đi xuống dưới đây rất là quái nha cô chú anh chị em. Cái này là vẻ đẹp thiên nhiên chứ không có tay chân nào mà làm được nha cô chú anh chị em. Và nó vị trí này là 21 nha cô chú anh chị em. Chiều cao là 52. Cái bộ đế sổ là 31 nha cô chú anh chị em. Giá chỉ có 700k bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Hoa với Mỹ Nguyễn Thị Jin cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em có nhà ủng hộ em thì liên hệ với số điện thoại 0971 246 546 đó cũng là số Zalo của em. Đổi phone anh ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 17, giá 650k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái gọng có hình một cái trái tim rất là quái cô chú anh chị em. Giống trái tim. Con giấy thì thường nó hay bị chạy này kia, mấy cái vết này em pha keo lại nó sẽ liền sẹo của chú anh chị em à. Đâu quần anh ơi. Rồi. Em trái tim quá mọi người. Quần vị trí này là 18 của chú anh chị em ơi. Quần 18. Chiều cao là 46. Cái có mua đế sổ rất là sổ của chú anh chị em. 30 của chú anh chị em ơi. Giá chỉ có 650k bao sống bao ship tàu quá cô chú anh chị em. Ngoài với Mỹ Nguyên Thủy Zin nha cô chú anh chị em. Tới phone anh ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 18, giá 650k bao sống bao ship tàu quá luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một bộ đế rất là quái rồi quấn nha cô chú anh chị em. Cành chia thì đầy đủ. Và vị trí này là 19 ạ. Hơn 19 mình tính 19 thôi. Quần 19. Chiều cao là 60. Giá chỉ có 650k bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Cô chú anh chị em có giá ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại 0971 246 546 đó cũng là số Zalo của em ạ. Bộ đế rất đẹp nghe cô chú anh chị em. Đổi phone anh ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 19, giá 700k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cây mụ cũ rất là quái và to nha cô chú anh chị em. Dáng thế thì khỏi chê luôn. Quành nó vị trí này là 22 cô chú anh chị. Quành 22. Gọi sát đi cho cô chú anh chị em tham khảo. Tính 21 thôi cô chú anh chị em ơi. Có bà cái chiều cao là 45. Giá chỉ có 700k bao sống bao ship tụ quá cô chú anh chị em. Đổi phone rồi. Tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo là mã số 20, giá 600k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái bộ đế, có một cái giọng rất có chiều sâu luôn cô chú anh chị em. Có mấy cái tay. Cây rất là to luôn cô chú anh chị em. Và vị trí này là hơn 21, em tính 21 rồi cô chú anh chị em ơi. Chiều cao là 51. Giá chỉ có 600k mã số 20 ạ. Ngoài với Mỹ Nguyên Thủy Zin cô chú anh chị em. Đổi phone rồi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 21, giá 700k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái trực dáng trực lắc rất là đẹp anh cô chú anh chị em. Và nó vị trí này là hơn 22 gần 23 luôn em tính 22 anh cô chú anh chị em. Chiều cao 57. Giá chỉ có 700k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Đó phone ơi. Tiếp tục anh ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 22, giá 800k bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái dáng rất là quái của chú anh chị em, giống như một con thú. Con gì không biết nữa, chắc quái thú. Và nó vị trí này là hơn 22 mà em tính 22 thôi cô chú anh chị em. Chiều cao 49. Hoành đế 55 cô chú anh chị em ơi.
giá chỉ 800k, bao sống bao ship toàn quốc, mã số 22 ạ. Đổi phone rồi, tiếp theo này. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 23, giá 800k, có bao sống bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Cây rất là to, là quái à, mà cây này nó có một cái vết chèn chỗ này do khi lúc vận chuyển nha cô chú anh chị em đã xử lý keo cô chú anh chị em, nó sẽ liền thèo là sử dụng bình thường, không có bị vấn đề gì, cây sống khỏe cô chú anh chị em ơi. Giá chỉ có 800k, bao sống bao ship luôn cô chú anh chị em. Để mà đo hôm số cho cô chú anh chị em tham khảo. Và nó vị trí này là hơn 23, em tính 23 thôi cô chú anh chị. Chiều cao 43. Cây có cái bộ đế. Rồi bộ bình đế là 57 của chú anh chị em ơi. Giá chỉ có 800k thì bà sống bà. Đổi phone anh ơi. Tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo là mã số 24, giá 650k, bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị em ơi. Cây có một cái giọng rất là quái nha cô chú anh chị. Vòng như gói. Đo hoành đi anh. Và 59 này là hơn 20, mẹ tính 20 cô chú anh chị. Chiều cao thì 36. Giá 650k của chú anh chị em, mã số 24. Đó phone rồi. Tiếp theo này. Rồi tiếp theo Hiếu xin giới thiệu cô chú anh chị em. Có trong lô này có 5 cái phôi là bán thành phẩm của chú anh chị em. Cũng hoa với Mỹ Nguyên Thủy Zin của chú anh chị em. Cây bán thành phẩm là tại vì cái cây này là nó thành phẩm mà em về em cắt em bứng lên á. Em gọi là bán thành phẩm, nó chưa có thành phẩm là do chưa có tay cành kia đồ lá đầy đủ. Cây này là mã số 25 cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em nào có nhà ý ủng hộ em và thích cái cây này á thì liên hệ qua em qua số điện thoại 0971 246 546. Em không có báo giá trên clip nên cô chú anh chị em. Cây rất này là quái cô chú anh chị em. Cây này là 4 năm tuổi rồi cô chú anh chị em. Cái quành thì em đo hảo hảo thôi chứ nhét vô đây không được, nó ăn nó quặt xuống đây rồi nó đưa lên đây mất tiêu luôn, đo không được. Rất là to anh cô chú anh chị em. Em đo hảo hảo đi. Ở đây là 43 cô chú anh chị em. 43. Cây có một bộ đế sổ rất là quái anh cô chú anh chị em. Chiều cao là 49. Cái đầu thoát thân sổ của cây là từ điểm này tới đây là 53 người chú anh chị em. Em đo thử một cây cũ bao nhiêu. 17 người chú anh chị em, hơn 17 á. Cây rất là quái người chú anh chị em. Mã số 25 người chú anh chị em. Cô chú anh chị em nào có nhà ủng hộ em thì liên hệ em cái này qua số điện thoại, báo giá qua số điện thoại người chú anh chị em. Đó phone này. Tiếp theo này. Rồi tiếp theo là cũng là cây bán thành phẩm luôn nghiên cô chú anh chị em, hoa với Mỹ Nguyên Thủy Zin của chú anh chị em. Cây này có dáng một con kỳ lân nghiên của chú anh chị em. Cây rất là quái nghiên của chú anh chị em, mã số 26 ạ. Cây này có một cái điểm này là em chỉ của chú anh chị em, mà cái điểm này là không có sao, không có bị vấn đề gì nghiên của chú anh chị em. Cây vẫn sống khỏe tại vì cái lúc chuyên chở nó bị chạy á, nó hơi chụa ấy, nó hơi tét chút xíu, em đã xử lý keo rồi. Cây này nó chỉ sống khỏe không bình, không có bị gì hết nghiên của chú anh chị em. Không có một chỗ điểm nào cho nghiên của chú anh chị em, mấy cái điểm này là nó cứng hết trơn rồi. Cây này là không có lỗi luôn á. Dáng một kỳ lân luôn nghiên của chú anh chị em. Cái người lần bỏ chân trước chân sau. Tay cành này khỏi chê. Cây này rất là già tuổi nha cô chú anh chị. Để em đo cái hào hào cho cô chú anh chị. Cái này là mã số 26 nha cô chú anh chị. Các bạn ở vị trí này là 39 nha cô chú anh chị. Rồi em đo hào hào cái cũ cho cô chú anh chị em tham khảo. Cái cũ nó bự quá trên này thật không được. Dưới đây đi. 18 nha cô chú anh chị. Rất là quái à. Mã số 26, cái cây này em cũng báo giá qua số điện thoại của chú anh em. Em không báo giá trên clip mình của chú anh em. Mã số 26 à. Tiếp theo anh ơi. Tiếp theo anh ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 27, cũng là cây bán thành phẩm luôn nghe của chú anh em. Cây có mấy cái vết đỏ đỏ này là do vết chày em vận chuyển về nhà cô chưa của chú anh em. Em xử lý keo cho cô chú anh em để nó liền thẹo chứ em không phải là cái cây này bị hư của chú anh em. Cây có điểm nào đó mà nó bị gì đó em sẽ chỉ của chú anh em. Nó chày thôi chứ không có bị gì hết. Hoa giấy Mỹ thì thường thường nó hay bị chày á. Đây là mã số 27 cô chú chị em. Em cũng báo giá qua số điện thoại cô chú chị em. Số điện thoại em là 0971 246 546, đó cũng là số Zalo của em. Cây này rất là quái cô chú chị em. Và nó vị trí này là 20 26 hơn 26 em tính 26 rồi.
cổ thì nó cũng hơi nhỏ chứ không có bự, mà nó quái nó quấn dữ lắm. Cô chú anh chị em có nhà ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại em báo giá cho cô chú anh chị em chơi. Hay có bộ đế sổ rất là sổ ạ. Bộ đế sổ là 49 nha cô chú anh chị. Chiều cao thì 83. Giá cả thì cô chú anh chị em gọi em để thương lượng qua số điện thoại ạ. Vành ở cái vị trí rễ này, cái rễ không là 18 anh cô chú anh em. Cái rất là to anh cô chú anh em. Rất là già tuổi luôn á. Tiếp theo anh ơi. Tiếp theo anh ơi. Tiếp theo là mã số 28, cũng là cây hoa giá Mỹ. Bán thành phẩm luôn anh cô chú anh em. Cây này cũng có dáng lông rất là đẹp anh cô chú anh em. Trực lắc dáng lông à. Rất là quái à. Em cũng báo giá qua số điện thoại luôn. Cây này có một cái rễ mấy cái điểm này á là nó bị chè do vận chuyển, em đã tha keo cho cô chú anh chị em rồi, xử lý rồi. Ở đây có một cái vết cắt, em thấy cái một cái rễ này nó chỏi bản rồi, em cắt cho nó hợp dáng với cái cây rồi em cắt, em đã tha la keo cho cô chú anh chị em rồi nghe cô chú anh chị em. Cây không có bị vấn đề gì hết. Còn cái điểm như chỗ này là không có bị mục nha cô chú anh chị em. Cây vẫn tươi ấy cô chú anh chị em, tại nó già cây á. Cây này không phải bị lỗi nha cô chú anh chị em. Giá cả thì thương lượng qua em số điện thoại, mã số 28 rồi cô chú anh chị em. Cây có dáng lông rất là đẹp ạ. Tất cả các cây em đều mà ship chậu hết nha, cho cô chú anh em nghe cô chú anh em. Mã số 28 ạ. Xin hoành đi anh ơi. Còn ở vị trí này là 28 nha cô chú anh em. Em thích 27 thôi. Tại nếu 28 xíu. Cái cũ thì em đo cái cũ cho cô chú anh em tham khảo. Cũ thì nó hơn 15, em tính 15 thôi. Chiều cao khá là cạn cô chú anh chị. Cô chú anh chị em có nhà ý ủng hộ em hết 5 cây này là em mới xe tải em chở ship ra tặng nhà cô chú anh chị luôn, không có để mà shipper ship luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 102 cô chú anh chị, từ điểm này tới mà dưới mặt chậu. Mã số 28 ạ. Rồi phone này. Tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo là cũng là hoa giấy Mỹ nguyên thủy Zinnin cô chú anh chị em. Cây bán thành phẩm của chú anh chị em ơi, em chỉ có 5 cây rồi cô chú anh chị em ơi. Mã số tiếp theo là mã số 29, cũng là mã số cuối cùng của clip ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em suốt trong thời gian qua. Cô chú anh em và chị em có nhà yếu ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại 0971 246 546. Cái hoành ở vị trí này là hơn 23, em tính 23 thôi cô chú anh chị em. Cái cũ thì cũ to lắm nha cô chú anh chị, 20 cô chú anh chị mà cái gì thì 13. Cây có một đê sổ rất là quái cô chú anh chị. Chiều cao là 39, cái dáng bay từ điểm này ra tới ngoài này là 54 cô chú nha. Cái này cô chú anh chị em có thể về trồng một cái dáng đổ rất là quái nha cô chú nha. Cây có cái cành rộng ngược lại nhìn rất là quái á. Cây này rất là đẹp á. Mã số 29 á, em cũng giao lưu cô chú anh chị em qua số điện thoại cô chú nha. Em không có báo giá trên clip á. Rồi. Rồi cuối video clip Hiếu xin chúc cô chú anh chị em gần xa được nhiều sức khỏe, và em cũng mong cô chú anh chị em xem kênh và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị em ạ.